Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với 500 Bros Nimo TV. Mình là Sam và bên cạnh mình là anh Fuzin. Sẽ là hai caster gửi tới các bạn trận thi đấu tiếp theo ngày hôm nay. Players đối đầu với cả team Sango. Và chúng ta thấy rằng trong lượt trận thi đấu này thì chắc chắn là đội hình bên phía team Player, một trong đội tuyển mới ở trong làng CSGO thời điểm hiện tại, sẽ là một trong team được đánh giá cao hơn trong lượt trận thi đấu BO1 này. Và chúng ta biết rằng cái team này thì có lẽ chỉ duy nhất một năm nay là họ xuất hiện thôi, chứ còn anh nghĩ là khả năng cao năm sau vẫn không thấy đâu. Thế là nếu mà anh em nào có thấy đội hình bên phía team Player được vào với cái vòng Major và được làm sticker ấy, anh em nhớ mua ngay cho mình nhá, bởi vì sớm thôi họ sẽ disband. Em cũng nghĩ là nên như vậy. Player với cả Outsider cùng một câu chuyện là như vậy, anh em nên cân nhắc về những tình huống đầu tư và đội hình bên phía team Player. Và ngày hôm nay họ sẽ đối đầu với team Sangan, nhưng chúng ta thấy là những lượt trận trước đó cũng đã rất căng thẳng và cũng rất khó đoán rồi. Và nếu bây giờ đội hình bên phía team Player có sẩy chân thì có lẽ cũng không quá bất ngờ. Nhưng mà thật sự em nghĩ cái khả năng để các thành viên của Player có thể sẩy chân thì nó cũng không phải là quá cao, khi mà từng player của các thành viên bên phía team Player rõ ràng họ cũng đã tôi luyện cái môi trường và họ ít tấu hài lắm, cho em nghĩ khả năng nó không xảy ra đâu. Và chắc chắn rồi, Player thì cũng không phải là G2. Còn đối với team Sango thì thực sự là đối thủ này, thực sự nếu như là Player họ bắn đúng thực lực thì Sango là một đối thủ có lẽ là không ở cùng tầm với các thành viên của Player. Thì chúng ta cũng đang nghĩ câu chuyện đó khi mà thấy Zichu Esports đối đầu với cả Anonymo, nhưng mà cuối cùng thì sao? G2 không 1. Thế nên là tôi không thể nói trước bất cứ điều gì trong những cặp trận thi đấu BO1 này cả. Chỉ có những câu chuyện ở trong những cặp trận thi đấu BO3 thôi chúng ta còn chắc chắn hơn. Chứ với một cặp trận thi đấu BO1 gần như là 50-50 giữa cả hai team, thì có lẽ đội hình bên phía team Sango họ vẫn có một cái tỷ lệ chiến thắng nó ngang bằng với đội hình bên phía team Player. Và có lẽ bây giờ chúng ta đến luôn với cả màn hình clean feed thôi, để em có thể theo dõi những player cùng với đó là đội hình bên phía team Sango. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có cái map thi đấu, cho nên là sẽ cùng ngắm nhìn qua một chút về các player của chúng ta mà thôi. Một ánh nhìn thì trông có vẻ cũng khá là nghiêm trọng. Và không biết là với cái ánh nhìn nghiêm trọng này thì khi mà anh ta nhìn vào những cái đối thủ và liệu có thực sự là tạo nên những cái dấu ấn này hôm nay không đây. Đây thì mới chỉ là trận thi đấu thứ 3 của ngày hôm nay thôi. Chúng ta vẫn sẽ còn đâu đó khoảng 5 trận thi đấu nữa. Đơn phía đội hình của team Sango thì trong số những cái tên mà họ đã line up trong ngày hôm nay thì có lẽ một vị trí là Sensei thì có lẽ là một trong những player mà mình quen mặt nhất, khi mình cũng đã từng cát qua một trận thi đấu có sự có mặt của anh chàng Sensei này rồi. Đúng rồi, mình cũng là một người cũng khá quen với vị trí Sensei, nhưng có lẽ chỉ ở trong những bộ phim tai hen thôi thì hay thấy Sensei, còn ở trong tựa game CSGO đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy player này. Và nhiều anh em trên chat cũng đang hỏi là ôi G2 thua thật à? Vâng, xin nói luôn các bạn, G2 thua ở với tỷ số là 19-17 trước đội hình bên phía team Anonymo. Đấy, chúng ta thấy thêm một điều như vậy. Và G2 đã tự đưa mình vào thế khó rồi. Và map đầu tiên chúng ta sẽ là map thi đấu Overpass giữa Sangan cùng với đó Player. Và đội hình bên phía team Player sẽ có cho mình một chút lợi thế bên phía City, còn Sangan ở trong lượt thi đấu này. Map thi đấu Overpass thì đây là map thi đấu mà các thành viên Player sọ bắn cũng khá là ổn. Thì cùng xem mà liệu Sango tạo được khó khăn nào hôm nay. Bên phía City side là người chạy vào trước, nhưng Sensei ôi một đi không trở lại. Tạm thời vẫn thủ được, nhưng mà bây giờ câu chuyện đó là không. Corey thấy người nhảy nhót là quá dẻo đến từ Players, và họ bỏ qua vị trí của Corey luôn. Zero đang bắn nhau ở khu vực A long, anh ta cũng đã nhìn thấy một người. Và bây giờ một tếm được, các bạn họ biết chính xác là các bạn Player họ răng ra. Họ biết lấy được đầu QB, và round hiện nay đang rất khó khăn đến từ Sango. QB nghe tên khá đáng yêu, nhưng mà nằm xuống thì luôn rồi. Bây giờ thì cũng đẩy ra bắn nhau với tay Alex tắc dài, phải nói rất to. Inter hạ gục thêm với của anh chàng Quan. Corey đổi được một và chỉ là một mạng dành cho vị trí Corey thôi. Và đó chiến thắng mang tên Player. Một chiến thắng phải nói là khá áp đảo khi mà Inter có một cái triple kill trong round thiếu vừa rồi. Cũng không có bất kỳ một điều gì bất ngờ ở round thiếu pistol này cả. Các đội bên Player sẽ tỏ ra kỹ năng cá nhân là quá vượt trội. Họ la vào và họ làm khỏi từng người bên phía của thành viên của một, và chỉ có duy nhất một bạn thành tựu đến từ vị trí của Corey. Các thành viên của Sango round hôm nay quyết định của họ sẽ là bài tất luôn, cố gắng chiến đấu với những khẩu AK, những khẩu mag người còn lại đẩy lên đang là tương đối cao từ vị trí của chàng Corey. Nhưng một khẩu Deagle đối đầu với AK thì chúng ta sẽ nghiêng về phần thắng dành chọn khẩu AK thôi, và Corey không phải tạo nên bất kỳ một điều gì cả. Bắn từ Hobbit vẫn là chất rất thôi, xong rồi.
Một góc thiếu cương kill, nhưng mà Siro cũng chỉ mất cho mình đó là 40 HP thôi. Trong khi đó, ở bom sai A vẫn là khẩu scout đến từ chú Sensei. Và tính này thôi xong, Sensei đã lộ rồi nhưng vẫn kịp thời tặng đối viên một cái scout và hai viên cẩn thận ạ. Hobbit ra đi luôn. Một chút cơ hội dành cho đội bên phía team Sangan hay không đây, nhưng quả smoke là quá khó chịu. Và bây giờ thì chỉ làm yêu đối phương thôi chứ không có bất cứ thêm một mạng gục nào dành cho Vincenzo. Còn ở bom sai B thôi xong, Akshay đã có info và headshot luôn đến từ vị trí Akshay. Bom B clear rồi. Và bom xa cũng là một điều tương tự khi vị trí top gục đang ở khu vực đó là Heaven. Nhưng mà Akshay vừa có một quả smoke mang tính chất dọa đối thủ và tu gục định lắc ra thì không có bất kỳ bất ngờ nào cả từ vị trí của chàng Akshay. Đặt tâm tốt, ném smoke hơi fail một tí nhưng không sao cả, vẫn sẽ là chiến thắng tay cho player thôi. Tỷ số là 2-0 và round thiếu trước đã mua thì round này rõ ràng thôi, các thành viên của Sangan họ chả có gì để đấu lại bên kia ngoại khẩu USB. 3-0. Có vẻ như ở trong lượt trận thi đấu này chúng ta thấy rằng một khởi đầu rất tốt dành đội hình player, một team mà nó rất mới thôi, mới thi đấu đâu đó tầm một tháng nay. Đội hình bên phía team player họ quyết định đó là một người cài ra Belong, và sau đó tất cả player khác thì đang di chuyển thẳng lên cùng middle, cùng với đó là hai Along. Còn ở đây thì đó là một cỗ xe tăng đến từ bên phía team Sangan. Nhưng liệu cỗ xe tăng này sẽ đổi được bao nhiêu mạng? Mà nếu các đội viên player họ hoàn toàn có thể lao vào bom site B luôn và họ check kỹ góc thì sẽ không thấy có bất kỳ một player nào cả. Hoàn toàn có thể là một round thi đấu mà các thành viên bên phía team players không bị tốn quá nhiều tài nguyên, chắc là không tốn bất kỳ một tài nguyên nào để có được chiến thắng. Khi đây thì cũng bắt bài sai từ Sango rồi. Bây giờ mà còn bắt hết lại với khẩu Mark 10 trong tay Siro thì thôi, nó gọi là một cơn ác mộng đi. Lượng tiền đã nhiều thì lại càng có thể nhiều hơn đến từ Siro, và Siro đã nghe tiếng những nhảy check. Và Siro biết rằng sẽ không ai kê lại đằng sau cả. Chờ đi, Navani sẽ chờ Siro móc để sau đó có một tiếng không bách về. Đội hình bên phía team Sangan sắp bị làm gỏi đến từ vị trí Siro rồi. Đây rồi, bỏ người không bỏ được đâu, từng check lại đến từ vị trí Trump. Nhưng không có mạng gục tiếp theo, Akshay đổi mạng với Sensei. Double kill gọi tên Akshay. Và bây giờ sẽ là mạng triple kill thôi, sớm muộn thôi. Inter bách về, máu là quá thấp dành cho tu gục. Đó là Akshay với triple kill. Khởi đầu rất thôi xuôi trèo mát mai đến từ các thành viên của players. Họ vẫn chưa để cho các thành viên của Sango có bất kỳ một cơ hội nào để thở cả. Và đây sẽ là khoảng thời gian đầu tiên để các đại viên Sango có cơ hội được chơi sòng phẳng đối với players, khi mà M451S cùng với OP đã được các thành viên player này lên rồi. Chính xác các đại viên của Sango lên. Còn đối với players thì chúng ta cùng chờ xem hướng di chuyển nào của họ trong khoảng thời gian đầu tiên này đây. Trong khi đó cũng chỉ còn lại ít phút nữa thôi là trận đấu của team bên phía team Achalit đã được bắt đầu ở lùng B. Bây giờ thì Sango có cho mình ra thiếu full bài, rất nhiều đồ trả lên và Sensei với quả lửa kết thúc thành công với chú Hobbit. Trước đó thì Hobbit ăn cho một quả nét và lùi về là không được rồi, nhưng Flash là tốt. Sensei cũng nằm xuống luôn từ hướng này, ốp đã rời. Bom xa cần từ back up ngay lập tức thôi, họ biết rằng trong bom xa có người. Bạc xa sẽ bắt đầu chậm lại, có lửa nhồi ra sau quả smoke. Cory vẫn đang có kiểu mất quay nhưng spam là quá chuẩn xác đến được xài. Thôi xong, nét của Navani còn kết thúc thêm cả Viscroak nữa. Và QB đứng sau quả smoke này. Chúng ta thấy rằng tình huống này tôi nghĩ rằng quá khó mà thêm một quả smoke trả vào. Và hết dành cho đội hình bên phía team Sangan. Không những là tay to mà các thành viên player họ đang tỏ ra cái kinh nghiệm của mắt thiếu này là vô cùng nhiều. Akshay đang là một trong những vị trí được các thành viên Sango đục vào nhiều nhất thì chỉ còn lại 20 HP. Siro chủ động đó là đi móc ra khu vực bom sai B tìm kiếm thêm quân địch. Và lúc này Sango họ quyết định ra đi xếp xuống khu vực bom sai B luôn. Nếu bắt được một hai khẩu súng này thì đó rõ ràng một cái kết vô cùng là viên mãn đến từ các thành viên players. Tuy nhiên Siro có vẻ như ta quyết định chỉ là kê lại thôi, không vào sâu thêm. Còn dù sao tỷ số cũng sẽ là 4-0. Tu gục một góc đứng bắn chỏm đầu có lợi hơn dành player này, và đội hình bên phía team player đem về cho mình 4 round thắng liên tiếp rồi. Mất cho mình rất bị Hobbit mà thôi. Chúng ta thấy rằng Skirk, Sensei với cả Cory ông tướng vừa rồi cũng không đổi thêm bất cứ một ai trong bom sai A. Có vẻ như map theo Overpass là một nơi rất khó khăn dành cho Sango, và nếu cứ như thế này thì khả năng cao chúng ta sẽ sớm có kết quả dành cho bên phía team player. Nhìn hai cái logo của hai team thì tôi thấy cũng khá là hay. Logo của Sango thì nhìn có nhiều người bảo đây là logo của con rồng, có nhiều người thì bảo sói, có người thì bảo con lợn rừng, không biết lúc người nào mà nói đúng. Còn đối với các team player thì rõ ràng thôi, rất đơn giản, chỉ là một chữ P thôi, nhẹ nhàng và tình cảm.
Và đây là bàn thắng mà Sengoku rõ ràng họ đã lại chơi một chiến thuật bắt bài, Tu Gục được boost lên. Nhưng mà tạm thời chưa thấy thêm bất kỳ người nào của player lao vào để check góc này cả. Chúng ta thấy hàng đội hình bên phía team player trong round thiếu này, họ chỉ cần quan tâm đó là bộ đôi QB cùng với đó Tu Gục ở đâu thôi. Bởi vì đây là hai khẩu súng to còn sót lại sau round thiếu vừa rồi đến từ bên phía Sangan. Và trong tình huống này thì một khẩu ở bom sai B, một khẩu ở bom sai A, một cách chia phải nói là khá đều, nhưng liệu rằng nó có là đủ hay không đây. Đội hình bên phía team player tại cùng xem nào, bút nhau đến tận 3 người ở khu vực đó là Short. Còn ở đây QB sẽ bắn bait cho người đồng đội sensei của mình. Vẫn chưa có bất kỳ một player nào của Sengoku phải ngã xuống. Players thì họ cũng đang khá là chậm rãi trong từng bước di chuyển của bản thân mình thôi. Bây giờ thì đang có những tình huống muốn chấn giữ chính xác là muốn check vào cái khu vực nhà vệ sinh của home site A, có thể bên player sẽ không đây. Tạm thời họ vẫn đang khá từ tốn, vẫn chưa muốn lao vào luôn, chờ đợi các thành viên của Sengoku muốn lộ diện trước hay sao thì phải. Và bây giờ chuẩn bị đánh vào bom site B rồi. Arcsight có một nhưng không thể nào qua được hậu xung quanh trận Tu Gục, bắt đầu lao vào nhanh thôi, thời gian không còn là quá nhiều để cho players nữa đâu. Một quả smoke trả duỗi ra để cố gắng sinh tồn đến Tu Gục, nhưng góc kêu ốp là cực kỳ đẹp cho Siro. Nào Tha Minh giặt ra và năm luôn thì Tu Gục rồi. Bây giờ thì gần như sẽ là dấu chấm hết đến với đội hình bên phía team Sangan. Một round thi đấu vào bom site đâu đó cỡ 15 giây và đặt bom thành công. Bây giờ thì Scott sẽ làm gì đây với khẩu Deagle trên tay? QB chắc chắn là không xếp được với từng bắt lại từ Hobbit. Bài tờ cực kỳ xa và Lucker thành thật đối phương luôn, nhưng mà ngay lập tức Sensei đóng ngay ở viên Deagle vào mồm. Mà nếu bách về khu vực đó là A-Long thì sẽ có hai khẩu súng to dành cho đội hình bên phía team Sangan. Còn round thắng thì vẫn thuộc về player. Tôi thì vẫn có được thêm một khẩu AK, thêm cả M4 giữ lại thì nó cũng không phải là một điều gì đó quá đáng tiếc đến thành viên Sangan cả. Còn players thì họ vẫn nhẹ nhàng dành cho mình chiến thắng này để nâng tỷ số lên 5-0. 5 round thì đều chiến thắng liên tiếp, chúng ta vẫn đang chờ đợi một tín hiệu nào đó khởi sắc hơn đến từ các thành viên của Sangan. Chúng ta đã vừa thấy thêm bên phía team player họ bắn chủ động đến như thế nào trong map thi đấu overpass. Sangan thì họ quá tù rồi, nhưng có lẽ ở trong round thiếu này câu chuyện sẽ khác một chút, thì họ đã có thể full buy hoàn toàn cho các mình. Sensei đã có ốp, nhưng mà liệu rằng những vị trí như QB, Scrub, Tu Gục hay là Cory có quyết định ở chơi game hay không đây? Anh chàng Scrub cũng vẫn chưa có mình bất cứ mạng cục nào nữa cơ, và quát bút luôn dành cái đội hình bên phía team player. Nhưng đáng tiếc là họ đang không nhìn thấy có bất kỳ một player nào đến từ các thành viên của Sengoku cả. Bây giờ đoàn tàu này chạy qua và cái góc của Siro, anh ta sẽ cần phải ra ngoài một chút xíu thì mới có thể nhìn thấy địch được. Và đó là một tình... Và như vậy chúng ta sẽ không có bất kỳ một tình huống máu chảy đầu rơi nào một khoảng tham minh sớm. Nhưng ý đồ di chuyển của players thì có vẻ như là họ vẫn đang muốn hướng vào khu vực offside B. Và chỉ cài lại đó là anh chàng Ax, chính xác là vị trí của Hobbit đang tham thính loanh quanh khu vực offside A thôi. Tầm này nó đi hết về từ long thì thôi, khả năng cao đội hình bên phía player cũng gặp khó. Ôm đang kê rất đẹp đến từ Sensei rồi, cần những quả buff lát thay vì những tướng bò trườn đến từ Arcsight và Inter. Bò thì khả năng cao sẽ có mạng dễ dàng thành Sensei thôi. Đây rồi, flash buff vào và ngay lập tức là mù. Sensei bắt đầu thì cũng bị chết góc và thôi xong năm xuống luôn khi mà tướng đó là sai tham mình. Arcsight có mạng cũng tiếp theo, đó là cái tên Siro nữa cơ. Thôi xong rồi, QB mắc kẹt lại với lượng máu đó là 37 HP. Buff flash vào và sớm thôi, QB sẽ ra đi. Hàng tấn lửa được nhồi vào, QB nằm xuống ngay lập tức rồi. Quá dễ dàng với một tiếng rớt bom sai B từ khu vực đó là B-Long. Và công lớn nhất thuộc về Arcsight. Còn ở bom sai A thì lần này Lucker không thành công đến từ Hobbit. Đối phương còn lại cho mình đó là 7 HP. Nhưng đội hình bên phía team player cũng bắt đầu tổ quay về bắt rồi. Liệu rằng Cory có thể xếp lại thành công cho mình khẩu AK này không? Đây thôi xong, ra đây thì khả năng cao Cory sẽ nằm truy cùng diệt tận. Và nhiều khả năng là Sengoku sẽ bị mất cái khẩu súng này. Siro cầm Glock lên tầm này 7 HP, Glock bắn là đủ, không cần tới bất kỳ một khẩu súng to nào hơn cả. 6-0 dành cho players, liên tục những round thi đấu chiến thắng. Và không những vậy, players họ còn giữ được một lượng súng rất nhiều cơ. Nó gần như đang out trình hoàn toàn các thành viên của Sengoku. Và đây chúng ta nhìn thấy QB, anh ta còn phun một bộ bom nhưng không thể làm gì được cả. Đối phương thì nhồi về đâu đó 3-4 quả lửa vào, muốn diệt tận gốc vị trí của QB luôn. QB muốn trả smoke tình huống vừa rồi, nhưng đó là tình huống mà thấy quả lửa chưa tới thì quyết định đó lùi về, cố gắng muốn sinh tồn hơn. Nhưng mà có đến tận 2 quả lửa tiếp theo và chưa kể thêm một quả flash nữa,
Và bây giờ thì rớt bom CB luôn rồi. Liệu rằng một lửa có là đủ hay không đây? Navani tanh lên luôn với một khẩu Mark 10 nhưng không thể làm gì được với chiếc QB. Đổi mạng lại nhanh chóng và QB vẫn có thể múa được ở đây. Nhưng nên nhớ nhiều, Akshay là một player tay rất to. Đội hình bên phía top lane họ bắt đầu chậm lại khi mà không có mạng hạ gục đầu tiên đến từ tên Navani. Họ quyết định sẽ có một tiếng bút dành cho Inter. Cơ hội để pick người thuộc về Inter, nhưng có vẻ như đội hình bên phía Sangan họ cũng đang bắt đầu đoán ra một điều gì đó và không có ai toxic để có mạng cả. Sango được lộ rồi, chắc chắn là lộ rồi. Scrung là người phải nạp mạng cho vị trí của trận Inter Z. Một người backup thêm cho Sango bóng sai B thì cũng có một người phải nằm xuống, và tôi không biết có đúng là anh chàng Strong vừa back lại từ bóng sai A hay không nữa. Nhưng mà các thành viên của Players họ vẫn đang đứng ở bóng sai B là vô cùng đông, và có vẻ như là họ sẽ không từ bỏ ý định vào B một lần nữa đâu. Đánh B đang có lợi thế, đánh B đang có chiến thắng thì cũng chưa có lý gì để thay đổi chiến thuật vào bóng sai A cả. Nhưng giọng đúng này Sensei bị flash vào thì nó là không có bất kỳ một lợi thế nào dành cho Sango cả. Lao lên chiếm bóng sai, Smoke đã có sẵn mặt đặt quả bóng xuống thành công cho Players. Đây là tiếng 4v4 nhưng vẫn còn lửa nhồi vào, Tu Gúc bị chết rồi. Thêm một tiếng trả Smoke nữa và bây giờ tiếng bắn trong đầu có một không có đôi. Zero đổi mạng rất nhanh chóng. Nhưng đội hình bên phía team Sango họ đang suy tính một vấn đề, liệu rằng có muốn đi xếp súng hay không đây. Họ có cho mình đó là kit trên người với của QB. Quả flash này tốt thật đấy, đó tiếng bắn cặp chéo giữa bộ đôi bên phía team player. Cố gắng spam vào những các thành viên bên phía team player, thời gian đã ủng hộ họ và thôi xong. Inter headshot từ cả Sensei. Hobbit cũng làm một điều tương tự và chỉ còn lại một mình cái tên Fury thôi. Không có cơ hội dành cho Corey trong tình huống này, và đó là 7-0 dành cho player. Rõ ràng là outing. Chỉ có thể là outing thôi, player sợ đang ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Còn trong khi đó như các bạn có thể nhìn thấy thì lúc này Astralis họ đang tạm thời để thua với tỷ số là 0-2. Tuy nhiên với những khoảng thời gian đầu tiên thì việc để thua với 1-2 round thì hôm nay nó cũng không phải là vấn đề gì nó quá lớn. Đây sẽ là cơ hội để Players vươn lên tỷ số 8-0 khi đối phương lại chỉ có những khẩu súng Deagle, những khẩu P50 mạnh mẽ lắm thì đó là MP9. Và Players họ lại đang muốn vào B nhanh, và đây có vẻ như lại là tình huống đánh bóng ra thành công rồi. Lao lên qua cục một mạng cho Navani, tiếp tục lắc ra, đó là double kill tạm thời chưa có. Scrung là người bắn tốt nhưng lợi thế vẫn đang còn. Quả nét rất điệu đà, Akshay đưa Cory xuống lô, bây giờ băng quả sốc chắc chắn là chết rồi. Sensei đã phải nằm xuống giữa xung quanh trạng Inter, và đó là khẩu tech này đến từ Zero, và chỉ còn lại một mình tên QB thôi, và QB ra đi luôn. 1-7 dành cho chiếc club mạng đầu tiên đến player này ở trong round thi đấu đối phương rớt vào bom sai B. Và phải nói những cái mạng gục dành cho đội hình bên phía Sangan nó cũng rất khiêm tốn nữa. 1-2-3 đánh rơi khá nhiều nhịp đến từ đội hình bên phía team Sangan rồi, còn player thì đã có mình round thắng 8-0. 9-0 luôn đến từ Inter ạ. Trời đất ạ, chưa lần nào phải nằm xuống đến Inter luôn. Trận đấu đang là quá dễ cho players. Navani thì có vẻ như đang hơi nằm ngoài cuộc chơi một chút xíu, vì những người đồng đội của anh ta thì đều đang có cây điện tương đối đẹp. Chỉ có duy nhất Navani vẫn đang giữ cây để 2-2 thôi. Lần này thì góc dẫn cái boost nó đã là thành công. QB không chạy yêu được cả. Hoppy cũng lấy luôn cái đầu của Corey. Và ra điều chúng ta mới trôi đâu đó khoảng 20 giây hơn thì player đã có cho mình hai mạng gục của Sango. Bây giờ lại quá khó khăn. Một A và 2B thì player bóng sai A của Sango đang quyết định đi đẩy, đó là anh chàng Sensei. Bởi vì quá tù rồi họ bắt phải đẩy, nhưng mà đẩy họ lại không bắn nhau lại với các thành viên bên phía team player cơ. Chơi kiểu gì cũng khó dành cái đội hình bên phía Sangan. Vẫn cẩn thận gian bút mặc dù đã là một tướng hơn người đến từ đội hình bên phía team player. Và tầm này họ chỉ cần đánh tổng lực vào một bom sai là sẽ thủng đến từ bên phía team Sangan. Gần như cái sức công phá của đội hình bên phía team player là 100. Nhưng mà Sangan, sức phòng thủ của họ chắc chỉ là con số 1. Từ khi bây giờ Sensei có thể làm một tình huống mà như Simple thì tôi nghĩ là đó mới là cơ hội. Ôi trời ơi. Simple của chúng tôi này. Cũng có chữ S, cũng có số trong tên. Nhưng mà rất tiếc đó là Sensei chứ không phải Simple. Và thế là xong, mà bên kia cũng có Zero nữa cơ. Hết rồi, chắc chắn là hết, sẽ là 9-0 cho player thôi. Bỏ luôn rồi, động là xếp luôn đến từ bộ đôi bên phía team Sangan. Chứ còn bây giờ lên đó 2v5 thì cũng có lẽ chỉ là một tình huống cải thiện KDA cho các đội hình bên phía team player. Chứ không thể nào có một tình huống 2v5 đem về cơ hội để mà thôi xong. Bây giờ thì Akshay di chuyển xuống B không lộ bất cứ một tiếng động nào nữa cơ. Thì cơ hội nào đây? Một người ở lại Heaven, một người thì ở lại Belong. Có
ra nhưng thôi xong rồi Navi bắt đúng chớp. Còn ở đây Tu Gúc cũng đã lộ vị trí của mình ra. Và đội hình bên phía team player bắt đầu đi tổ quay, có cả người ở T-Base nữa. Đây sẽ một góc thi đấu mà vị trí Tu Gúc tạm thời sẽ tạm an toàn nha. Nhưng ở đây thì Inter có thể sẽ là round thi đấu Inter mang về mạng gục thứ 10 mà chưa phải nằm xuống. Và đó là mạng hạ gục thứ 10 thật ạ. Chưa một lần nào chết đến từ tên Inter. Một trận thi đấu phải nói là tử thần, không được chạm tới vị trí Inter luôn. Inter có vẻ như cũng đã chuẩn bị trở thành đó là chân mệnh thiên tử rồi. Một round thi đấu chiến thắng và round sau các thành viên tới từ Sangan họ cũng lại chả có bao nhiêu tiền đóng cả, súng thì cũng bị bắt hết. Một khẩu ốp trong tay của anh chàng Sensei thì gần như là không mang lại bất cứ một impact nào cả. Những tình huống anh ta giạt ra, anh ta nhá thì cũng đều bị các players bắt bài hết. Tactical timeout. Ủa, kiếp, nói có vẻ gay gắt, có vẻ rất nhiều thứ đến từ đội hình bên phía Sangan. Anh đoán em họ nói gì? Anh không dám đoán nữa, chắc là những cái từ nó mang tính chất nặng nề. Nặng à? Vì thua 9-0, không ai không nặng nề cả. Cũng đúng. Trừ khi là Sangan họ vào trận đấu này với một tâm thế đó là học hỏi, bắn nhau vui vui giao hữu là chính. Nhưng mà vào tới Major để tranh điểm, tranh slot thì có lẽ đúng là khó lòng nào để có thể chiêu chiêu rồi học hỏi lắm. Họ sẽ phải muốn cố gắng chiến thắng cơ. Arcside, đây sẽ là mạng cho vị trí của player này. Tôi chưa thấy bất kỳ một cửa nào để Strong có thể chiến thắng với cả Arcside cả. Hỏa lực, súng ống, góc đặt tâm rõ ràng Arcside ta sẽ thuận lợi hơn về mọi điều. Vị trí của Corey cũng đang đi đẩy. Và bây giờ Navani lắc ra và chúc mừng sinh nhật vào anh chàng Kiyomi luôn. Bom sai bề lúc này còn hai người nhưng mà Nate đã vào thì thôi. Thay vì cặp trận thi đấu bảng A đang liên tục trôi về cái tên bên phía team player thì ở cặp trận thi đấu bảng B đó là ASG đối đầu đội hình bên phía team Astralis. Và tỷ số bây giờ đang là tỷ số cân kèo nha. Nhưng mà tôi vẫn nói một câu, đó là Astralis mà thua thì chặt đầu tôi đi. Tôi nói thế luôn cho nó công bằng và nhanh gọn. Còn ở trong round này thôi, chả còn hy vọng nào với đội hình bên phía team Sangan đâu. Một số những cái mạng gọi là exit frag đến từ vị trí của anh là Facebook. Còn ở đây thì Corey lộ vị trí mình rồi. Một lối bán phải nói trông khá là chán trường đến từ Chituri. Bây giờ thì C4 sẽ được cầm ngược về bonsai B khi bonsai đã clear hoàn toàn rồi. Info là thừa đến từ đội hình player. Và tỷ số nó sẽ là 10-0. Chắc chắn là 10-0 thôi. Kuri tầm này 3 đầu 6 tay cầm thêm cả gọi là những khẩu gây gan thì tôi nghĩ rằng lúc đó mới là cơ hội dành cho mình của anh chàng này. Mà thôi xong 10-0 cho player. Và rồi anh Fuji có nhắc cái chi tiết là nếu Astralis mà thua thì chặt đầu anh đúng không? Đúng. Nhưng mà em nghĩ Astralis là không mà thua một đội tuyển mà không cả có ranking ở trên HLTV được. Nhưng mà tôi lại thấy quan ngại bởi vì tên tôi là Fuji, có nghĩa thần gió. Một trong hai vị thần phải nói là rất quan trọng ở nền văn hóa Nhật Bản. Và Fuji thì hay đi với Raijin, đó thần sấm sét. Và bên phía team ASG có một player tên là Raijin thật ạ. Và đây có lẽ là điều đội hình bên phía team Astralis bắt đầu nên phải e sợ đi. Thật sự là như vậy. Thật ra thì Astralis có thua hay không thì về nhà anh vẫn bị chị cúc cắt tiết vào đúng không? Không, anh không dám về, hôm nay có về nhà. À, không phải à? Hôm nay không về. Trưa nay bị cắt cơm sợ về à? Trưa nay không phải bị cắt cơm, mà hôm nay anh đã vùng lên để đem cho những người đàn ông. Nhưng bây giờ sai tham mình đến QB. Và bom sai B đang clear. Cái quái này solo B đẩy mid. Nhưng đẩy mid Navali lại có mình double kill ạ. Đẩy mid kiểu này thì mất hết rồi. Và Scorp của Tu Gúc đều đã lộ vị trí. Ôi tôi xong cover là quá tốt đến từ Siro. Tu Gúc sẽ đi xếp súng là điều chắc chắn. Inter vẫn chưa phải chết ạ. Ôi bất tử đến từ Inter. Thật sự là bọn mình không biết rằng là Astralis với cả ASG họ đã bắn căng kèo thế. Và chưa kể đó là cặp trận thi đấu ở cái mạng B nữa. Thế nên là nếu mà trận thi đấu này diễn ra xong nhanh, chúng mình cũng sẽ nhanh chóng đá qua một chút với cặp trận thi đấu mạng B để đá cho vừa lòng anh em. Em hiểu chưa? Nhưng mà tôi chỉ sợ rằng là sau trận thi đấu này thì trận thi đấu giữa Copenhagen Flame với cả Spawn bị đẩy giờ thôi. Thế nó bị sát không biết như thế nào. Thật ra đúng rồi, nếu mình đá được ấy thì cũng chỉ đá khoảng 5-10 phút thôi. Bởi vì 10 phút là thời gian nghỉ, sau đó vào trận luôn. Ôi, đây giống kiểu là một cái cheat đến từ CSGO ấy. Cheat CSGO nha, có cái gọi là God Mode em ạ. Bắn bao nhiêu viên đạn là người không chết. Đấy, thế nên là vị trí của Inter trông có vẻ rất giống thế. 10-0 ạ. Inter có vẻ như vẫn là một cô gái mới lớn, 16 tuổi. Vẫn rất là ngây thơ mà thôi. Nói về những ngây thơ tôi nghĩ là không đúng một chút nào. 10-0 thì không hề ngây thơ nào.
đây tiếng sử dụng đẩy mít là để đi vào án tử để tôi đánh bên phía sân ga. 10-0, cô gái rất là ngây thơ, quan trọng là vẫn còn trọng trắng đấy, chưa ngã xuống lần nào. Và về liệu là bao giờ Inter mới có thể chạm cho bản thân mình đây. Tu Gúc đây rồi, pha này không thắng nổi khổ mắc người của Navani. Navani đã phải nằm xuống với bạn QB rồi. Liệu có phải là các bên player họ muốn rút quân về lại bom A hay tiếp tục đâm vào B đây? Nào bây giờ vị trí các thành viên bên phía team player họ chỉ còn lại 3 người, nhưng mà với cái tỷ số là 11-0 phía T-side nó là quá nhiều rồi. Và thua trong round thiếu này thì từ bây giờ đến hết lượt thi đấu first half thì họ vẫn có thể full bay hoàn toàn dành cho mình. Và chúng ta thấy rằng các thành viên bên phía Tisan Gan cũng đã hết lượng bom mìn. Còn các thành viên bên phía player vẫn còn đó là một bộ bom nguyên si đến từ Zero. Oxide thì cũng hết. Inter thì có một quả lửa. Và đây là lúc các thành viên bên phía team Tisan Gan phải lên tiếng. Và vừa nói đến việc hết bom thì cũng đang có tuyên chuyển đồ đến từ cái tên Zero. Bây giờ thì Inter key player sẽ phải tanh lên. Người đang có cho mình cái chế độ đó là God Mode. Liệu rằng có mạng gục tiếp theo hay không đây? Cố gắng đặt C4 và để cho Inter là người kê lại dưới nước thôi. Đây rồi, phát hiện ra người đến từ Inter. Có dấu đẹp để Akside chỉ đổi được có một mà thôi. Vị trí của Skurk đã yếu máu rồi và tiếng đưa về đó là 2v3. Mất trinh rồi, Inter mất trinh rồi. Zero 1v3. Và đây sẽ là cơ hội để Sango có cho mình round thi đấu chiến thắng đầu tiên. Bắt đầu gỡ bom luôn khi họ có kit và pro nào fake. Đây sẽ là round chiến thắng đầu tiên cho Sango. Em nghĩ là vỗ tay. Vỗ tay. Một round thi đấu hiếm hoi dành cho đội hình bên phía Sango. Khi mà đối phương đang dẫn trước họ đó là 10 round thi đấu bên phía T-side của map thi đấu Overpass. Trong khi đó, trận thi đấu giữa ASG nó đang đến những diễn biến và nó rất căng thẳng rồi. Khi mà tỷ số bây giờ đó đang là chưa loát được. Ừ, chưa loát kịp, mạng hơi bị a đuổi. Và bây giờ thì mất luôn tỷ số rồi. Có lẽ đang một tiếng tách bao chăng, đội không biết rằng nó là như thế nào. Đó là ba đều, căng thẳng hơn rất nhiều. Trong khi đó thì đây, Akshay tanh ra shot. Và Akshay không có mạng gục nào cả. Trước họng súng của anh chàng đó là Scope với khẩu ốp này. Một lợi thế hiếm hoi sẽ đội hình bên phía trên Sango ở trong giây phút đầu tiên, ở trong round thi đấu thứ 13. Xung quanh có một góc thi đấu nó ở sâu bên trong chứ không hướng ra ngoài bên shop quá nhiều. Và thế là quả nết của anh chàng Akshay nó lại không thể với đến được. Một round thi đấu mà player có vẻ như họ đang cần bắn chuẩn chỉ hơn khá nhiều khi một đối phương đã có những sự comeback. Còn Navani lúc này anh ta vẫn đang là player đi tham tính hụt offside B. Và liệu có phải là muốn bách toàn bộ đội hình về B không đây? Khi mà đang có hai người của player cũng đang đi về ở offside B luôn. Và hướng di chuyển của vị trí Inter-Z thì cũng đang nhấp nhé xuống connector rồi. Double op luôn đến từ đội hình bên phía team Sangan. Chúng ta thấy trong tình huống này thì có một người kêu op cương. Chính xác là một người op cương. Và một player chủ động là quay lưng luôn. Đó là QB. Không cần đến QB, Tu Cúc đã hạ gục đối phương rồi. Ở long thì lại là câu chuyện khác. Thì Hope biết có mình cái mạng Cory. Tham binh là sai, nhà vẫn còn Sensei trong bom sai nữa. Và tình huống này duy trì tiếp tục cái lợi thế hơn người sẽ đội hình bên phía Sango. Có thể ra round chiến thắng thứ 2. Bây giờ hướng lên khu bom sai A thì có đúng là lựa chọn khả dĩ nhất đến từ lên players. Thì lượng đồ của họ lúc này thì vẫn là đủ và chỉ có lại một người thôi. Và Sensei đang không có phong độ cao khi gặp phải players bắn nó quá cháy nữa. Flash trả ra quá trắng. Sensei vẫn nhìn thấy cái lưng của Inter. Và một quét 4 cho vị trí Zero. Save luôn. Mà kể cả bây giờ đối phương có lao ra bắt đời chàng này sau thời gian cũng không phải là vấn đề quá lớn khi lượng tiền vẫn đang còn là rất nhiều. Và đây rồi, Zero ngã xuống không được cộng tiền nhưng vẫn còn 8.650 đô. Thắng 2 round, như vô địch Major luôn. Vô địch rồi. Đang kiểu comeback vô địch Major luôn. Thế thì tôi xin thông báo luôn. Đó, tỷ số của map thiếu này nó sẽ là 16-1 dành cho Sango. Sướng hôn logo. Bây giờ Sensei. Cái gì ấy? Hình như Kapersky à? Kapersky là cái gì? Bảo ấy virus đúng không? Hình như thế. Virus đúng không? Hình như thế. Nói chung là đội hình bên phía Sango họ có cho mình cái lý do để ăn mừng thứ vừa rồi. Khi mà hiếm hoi lắm họ mới đem về mình round thứ hai. Bây giờ Sensei, ui một tiếng vẩy, Hobbit đã nằm. Những round đều liên tiếp, đó là những lợi thế phát pick dành cho đội hình bên phía team Sango thôi. Hôn logo phát, bắn hay luôn. Bây giờ nhanh trí ra hôn lên vài phát nữa. Bây giờ cần khoảng 9 round nữa để comeback. Nhanh trí hôn luôn thêm 9 lần logo. Lấy song thủy, lấy dớp. Để qua đó có thể biến hình
gọi một cái trạng thái tốt nhất để tự vị trí trang sensei. Một Radiant player sau lại đang hướng những sự chứng minh với bóng sai à, nhưng Scrum lần này kéo ốp ra Along. Một timing hợp lý, hoàn toàn có thể bắt được các player đến từ team player. Nhưng bây giờ Scrum đã đưa Inter xuống lô, hơi trượt dài phong độ, nhưng Scrum cũng đã bị vị trí của anh chàng bắt sai bắn gọi là làm mềm đi một chút xíu rồi. Là ốp trong tay vị trí của Scrum và Sensei. Hai khẩu ốp này đang làm rất nhiều điều cho cái đội hình Bipsengo. Đây có thể sẽ là đoàn thứ 3 dành họ, mà họ có một lượt khởi động là rất chậm. 11 ra thi đấu đã là một cái vốn phải nói rất ổn rồi. Còn ở đây thì thôi xong. Áp dài có một Zido cân bằng về người cho cái đội hình bên phía team player. Bom xa clear hoàn toàn, và đây sẽ dùng cầm bom lên đặt thoải mái cho cái đội hình bên phía team player mà thôi. Có lửa tiếp tục nhồi vào, Sensei vẫn chưa có bất cứ tình first pick nào nữa. Còn trong khi đó thì đây sẽ có đặt về khu vực ô tô. Akzai một góc kê cương skill ở banh rồi, và Navani sẽ kê lại khu vực đó thùng rác thôi. Sensei pha này khả năng là đi vào đầu, nhưng mà anh đang có mà Asai Kyobi cũng đưa Navani xuống lỗ một vết đai. Zero lại là người sống cuối, nhưng pha này ôi Zero bắn trượt viên orb, thế là hết rồi. Bắn thế thì chịu, Asai tính vừa rồi đồng đội đang kê, sao lại còn phải chú tâm vào thùng rác thêm làm gì. Asai tính vừa rồi có lẽ không tin tưởng vị trí của Navani chăng. Còn trong khi đó thì đội hình bên phía Sango họ đã ăn mừng rất lớn rồi. Binomo, tôi như đã nghe thấy cái tên này một lần rồi chứ phải. Sàn giao dịch chọn nhị phân nếu em nhớ không nhầm. OTV 4.0 à? Mà có khá nhiều vấn đề liên quan đến những cái nhãn hàng này rồi, chúng ta cũng không nên nói thêm. Và có quay trở lại với round thiếu thứ 15 thôi. Một round thi đấu mà các anh player họ cũng sẽ rất muốn chiến thắng để lên tỷ số đó là 12-3. Qua đó sẽ tối đa hóa những cái lợi thế của mình sau khi sang về phía City side. Một side đánh giá đang có lợi thế hơn. Nhưng với việc có được 11 round chiến thắng thì em nghĩ rằng đấy cũng đang là một lợi thế quá lớn cho player rồi. Thì sao một chút nữa họ sẽ được bắn về phía City. Sango bây giờ câu chuyện quan trọng nhất là họ đem về chúng ta thắng cuối cùng ở trong lượt thứ first half này. Nhưng đây là một round thiếu hiếm hoi bên phía team Sango, họ không có lợi thế thì ban đầu. Bởi vì player đã có một lối chơi cực kỳ là chậm ở trong round thiếu này. Liệu rằng Sango có thể làm được cho mình cái tỷ số và có thể comeback được hay không đây? Đó là 4-11. Nhưng mà ở đây thì Sango có vẻ như Sensei đang tiêu diệt các tỷ độ đổi được một. Tu cũng chỉ có một mạng mà thôi. Bây giờ thì hãy là câu chuyện dành cho vị trí của Scorp. Một tiếng đi qua lửa luôn dành cho Rafani. Rất cường và lợi thế đã mất đi dành cho đội hình bên phía team player. Nhưng mà Cory di chuyển quá thoải mái và không nghĩ rằng còn Inter nữa. Bom ra thủng hoàn toàn rồi. Bộ đội bom xe bị bóc ngược lên từ cuộc shot, nhưng có người ở shot là người cầm bom. Liệu rằng Inter có mang được C4 lên bom xe hay không đây? Không check góc kỹ là sẽ nằm, và bây giờ biết thấy được cái đầu tu gúc thôi. Chạy luôn để đảm bảo chiến thắng chứ không việc gì phải ở lại. Solo tiếp với cả vị trí của nhà Scrum cả. Scrum sẽ cố gắng móc sau, nhưng bây giờ thì biết cũng quay đầu lại. Và đó là chiến thắng tại cho players. 12-3, một khoảng cách rất lớn và chúng ta không có bất kỳ một tỷ số tâm linh nào được diễn ra ở trong cái map yếu này. Chúng ta thấy rằng 12-3 là một tỷ số khá là khó comeback, nhưng mà với cái tinh thần vui chơi là chính đến từ đội hình Sango thì tôi nghĩ rằng trận thi đấu này họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thấy không? Họ thua nhưng họ vẫn cười, họ biết rằng cái cái câu chuyện mình ở đâu. Cái hành động này em thấy cũng hơi lạ. Không hiểu lắm, đến từ bên Sango. Vui chơi là tự nhiên thôi. Và chúng ta thấy rằng ở trong round thi đấu tiếp tục này thì nếu mà thua Piston round là hết dành cho Sango. Sango thì họ đã không có một khởi đầu tốt ở cái Piston round trước đó. Và bây giờ khi sang bên phía T-side, họ cũng đang khá là đầu tư về mặt bom mìn. Và đây có vẻ như là một bài mà họ đang muốn set up nhanh vào khu vực bom side B. Di chuyển rất nhiều, flash trả ra trắng xóa, Interzet vẫn kịp sủi về được. Bên phía players cũng nhồi ra thêm vài quả flash nữa, tù cũng tăng và là qua cục Interzet. Ôi bắn nhau thế này thì hết Zed rồi. Trời ơi, Cory làm đôi mà. Yumi cũng lên tiếng, Cory làm thêm một mạng nữa. Trời ơi, một pha bắn của Interzet nó bay hết vào mắt tôi chứ không trúng vào địch cả. Inter có vẻ như không phải là một mẫu player chuộng những round thi đấu Piston cho lắm. Chúng tôi rồi bắn rất là khó đến từ vị trí của Inter. Arcside đổi được một nhưng có lẽ chỉ là một mạng mà thôi. Vị trí đã lộ rồi, và đây là Heaven nha. Heaven chưa bao giờ góc thi đấu dễ dành cho đội hình bên phía City cả.
kể cả Akshay tay có to đến đâu. Và thôi, có lẽ sẽ chủ động bỏ xếp lại cái giáp 1 đến từ vị Akshay, cố gắng hơn ở trong round tiếp theo. Và đó là Piston Round thuộc về Sango với một tiếng rớt bom sai bể. Đây rồi, sắp đào được một mạng, Tu Vũ cũng lao lên và đó là double kill cho Akshay. Nhưng nó chỉ mang tính chất đó là an ủi và cộng thêm tiền cho anh chàng này. Một round thi đấu mà có lẽ là lỗi lớn nhất đến từ vị trí của Internet thì anh ta chính xác học tình huống xấy USP, nhưng nó không trúng được quá nhiều đạn vào địch và sau đó flash trả ra thì cũng phải bày màu ngay lập tức. Sensei có vẻ như đang là cái player mà năng nổ hoạt động rồi hoạt ngôn nhất bên phía các thành viên của bên phía team Sango, còn chăm chỉ tương tác thêm với cả camera nữa, cũng khá là hài hước. Thì trước khi nếu mà phải rời cuộc chơi của mình thì tốt nhất là nên có lại tạo ấn tượng cái... những cái ấn tượng. Đấy, mình cứ enjoy cái moment này thôi. Tạo ra, cố gắng tạo ra thật nhiều những hoạt activity đối với viewer. Úi dồi, lại còn chơi 1-2-C nữa, tôi đi chịu các ông. Trầm cảm thật sự. Và tôi để ý cái biểu tượng của Sango nó khá giống với cái biểu tượng của trong tựa phim Kamen Rider Ryuki. Chính xác là như vậy luôn. Đó là cái gì? Hoặc là mẫu nhãn hàng quảng cáo của Rồng Đỏ. Kamen Rider Ryuki chuẩn bị thi đấu trong Mortal War. À đâu, phải không nhỉ? Cái gì nhỉ? Thế giới phản chiếu là cái gì? Quên sử rồi. Anh không thế giới trong gương. Mirror War. Hình như thế. Hình như thế. Mình không nhớ rõ lắm bởi vì ngày xưa xem thì cũng không để ý vào nội dung nhiều lắm. Bởi cái thời điểm đấy chỉ biết xem đánh nhau thôi chứ không hiểu nội dung của nó gì. Nhưng mà đến khi các bạn lớn, các bạn xem lại cái bộ phim như thế, các bạn lại thấy nội dung của nó rất là sâu sắc. Cái em thấy bảo là cái phim Kamen Rider Ryuki là một trong những bộ phim gọi là Kamen Rider mà được đầu tư rất nhiều về nội dung, và nó thậm chí là thấy bảo là theo như nhiều người đánh giá là nó hơi đắt so với cả tuổi nhỏ. Đúng rồi, nó không thuộc, chính xác Kamen Rider không phải dành cho trẻ con, đa phần là dành cho người lớn thôi. Kể cả những cái bộ Kamen Rider ở cái thời Heisei đấy thì nó đều là như thế cả. Và mình đắc nhất thì chắc là xem Kamen Rider Amazon. Đấy. Còn đội hình bên phía tiếp Sango thì thôi, có lẽ ở trong match hôm nay, kể cả comeback được ở Piston Round vừa rồi thì tình huống này đang là technical power. Tôi vẫn nghĩ rằng đây sẽ là một round thi đấu khó. Lượt thi đấu khó dành họ. Nếu mà nói đến Kamen Rider mà để lại ấn tượng nhiều nhất bản thân mình chắc là Kamen Rider DK. DK thì đấy. Xong đến Kamen Rider Fight, xong đến Ryuki, Blade các thứ. Thôi quay trở lại với cả trận chiến này thôi, khi mà có vẻ như những lỗi lầm hay tactical được đã khắc phục xong. Một round thi đấu mà player họ sẽ hơi thua thực sự là bảo như Akshay đẩy là rất cục và anh ta để rơi ngay lập tức cái khẩu M4A1S. Khẩu súng to nhất đã rơi. Và liệu Tu Gúc có muốn chộp luôn khẩu M4 này hay không đây? Một lợi thế là quá lớn khi mà Akshay anh ta đẩy, nhưng mà anh ta gần như không mang lại quá nhiều impact cho thành viên player. Một tiếng muốn đọ tay đến Akshay nhưng mà đã để thua cho đối phương Rakori. Vậy là một khẩu M1S free dành cho đội bên phía team Sango. Khó lại càng thêm khó. Và Sango thì họ cũng đang khá là chậm rãi. Còn đối với các đội players lúc này thì họ gần như tập trung hết hụt bóng sai B rồi. Nếu vào A luôn đó sẽ là một cái chiến thắng dễ dàng, nhưng ngay lập tức đã phải có những sự backup đến từ lên về của players thôi. Lúc này thì họ lại bỏ hoàn toàn ở khu vực bom site B, và Sango thì có vẻ như là họ cũng đang có ý đồ muốn di chuyển lên bom site A. Đây là tình huống bắt bài có vẻ như sẽ là chính xác và hứa cũng sẽ là vô cùng đẫm máu nếu những khẩu súng lục của players có tình huống bắn chuẩn xác, đặc biệt là khẩu Deagle rồi Fire 7, thì đó sẽ là những cái điều rất khó khăn đến từ các thành viên players tạo ra cho Sango. Sango trong tình huống này họ đã muốn tanh lên thẳng bom xe A rồi và có vẻ như player đang bắt bài chuẩn xác nha. Với những khẩu Fire 7 với những thùng bắn tầm gần nó sẽ là rất mạnh. Hãy cùng xem là liệu rằng có bất cứ mạng gục nào nữa hay không. Đây Hobbit đang có những tham minh nhảy trách. Và bây giờ đội hình bên phía của Sango bắt đầu set bài. Có đồ được trả ra đến từ vị Inter hay không đây, bắn ra và ngay lập tức Hobbit có một rồi. Nhưng Cody có double kill ở đây thì Hobbit cũng làm đôi. Nhưng chỉ còn lại một mình tên Siro thôi, khẩu Deagle trong tay Siro sẽ làm được mấy mạng đầy. Với một súng smoke vẫn đang là có đến từ đội hình bên phía Sango. Và kề lại luôn dành cho Vigil anh chàng QB. Trong tiếng này không còn cơ hội nào nữa dành cho Siro. 5-12 dành cho bên phía team Sango. Còn trong một trận thi đấu khác thì ASG đã thua
liên tiếp 6 round thi đấu trước Achalit. Vậy là 3 đều chỉ là một con số hú họa đến từ đội hình bên phía team ASG mà thôi. Còn Achalit ở trong map thiếu nó, họ vẫn đang cầm trịch. Trong cái bảng thi đấu này thì chúng ta có một cái tên, một đội tuyển, tôi quên mất tên đội tuyển là gì, nhưng mà họ đến từ đất nước khá là lạ, đó là Kosovo. Thì theo như những gì tôi được biết thì Kosovo là một nước độc lập tách ra khỏi Serbia và mới thành lập gần đây, một đất nước mà tuổi đời khá là trẻ. Còn trong lúc đó thì các thành viên players lúc này họ đã có được cái đầu của nhà Strong rồi, tuy nhiên thì đó có lẽ là tất cả những gì players có thể làm được, và sẽ là chiến thắng này cho Tevisenko thôi, cộng 6 danh dự. Và thật sự là Siro thì chỉ thu về được một khẩu Mark 10 của đối phương thôi, hơi đen, đó không phải là một khẩu AK. Và đội hình bên phía team player có lẽ sẽ cố gắng bắt súng nhiều nhất có thể ở trong round thiếu này, bởi vì dẫu sao cũng chỉ toàn là lục, không có gian, chẳng có gì để mất cả. Sensei có 11 mạng của anh chàng Afani, tiếp tục sẽ là có thể có mạng hạ gục tiếp theo thôi. 3 player bên phía team player đều ở đây, nhưng đã có những tên đạn vào mồm rồi. Mà giạt ra thì vẫn không hạ gục Sensei, và tiếp tục là USB vào mồm. Zero hạ gục thành công Sensei và thu về một khẩu AK. Ui, con dao của Zero nhìn xanh quá, anh định đá nó lấy tầm bao nhiêu? Hả, con nào? Hình như nó là con... Canabit à? Em không nhớ, nó là con dao gì nhỉ? Dao giống của Simple ngày xưa ấy, màu xanh lè. Chắc là Calamit Emerald. Không phải Calamit, nó là dao ấy cơ. Calamit thì em đã biết đấy là đấy rồi, nhưng mà em hình dáng như thế nào? Em quên ở Nomad, hình như Nomad. Nomad. Ra con đấy cũng rẻ thôi, chỉ là nó sẽ đắt trong cái tầm dao của Nomad, còn để so sánh con khác thì nó cũng rẻ, tại vì Nomad không phải là một trong con dao mà nhiều player họ thích dùng, họ thích dùng bướm cơ. Bướm M9 Calamit là những cái dao rất là chuộng và luôn luôn là những con dao đắt khách. Rồi thì có thể thấy rằng đó players có tình huống dùng nết là rất đau. 2-3 quả nết thì đó là Sensei này còn 3-3 HP rồi, và người đầu tiên ngã xuống đó là Hobbit chứ không phải là bất kỳ player nào bên phía của Sango. Nhưng mà họ đang sửa cho mình đó là hai player đang ở trong trạng thái thương binh, một người 22, một người 33 máu. Intern Z vẫn đang kê lại cùng với cả vị chua Navani. Sango họ vẫn đang chờ đợi thôi, quả bom lúc này cũng chưa được thực sự mang vào trong bomb site B. Tiếp tục một quả nết được dã ra nhưng mà nó hơi cao. Một máu mất đi đến từ vị trí của Smoke. Và bây giờ thì bom CB có vẻ như hình bên phía Sango đã hold lại. Nhưng với một quả Smoke tiếp theo thì Sango đang phải chậm lại rồi. Nhưng chắc chắn với một tình huống như này, họ vẫn muốn đánh vào B từ cả short và long. Và liệu rằng trong tình huống này solo B có là hợp lý hay không? Chúng ta thấy được bách về đến từ Navani. Và hiện tại ở dưới bom CB chỉ còn lại một mình Inter thôi. Inter chắc chắn là không đủ. Và thôi xong rồi, có một quả flat boop vào đến từ phía Axai. Và ở đây thì Inter vẫn đang cố gắng sinh tồn, lửa được nhồi vào nữa. Rất khó khăn mà sẽ tung check lại nước thôi. Và thôi xong, Inter đổi được có một mạng. Navani đưa tướng về, đó là 3v3. Nhưng bây giờ thì góc đứng cũng bắt đầu khó dần đi dành vị trí Navani. Và trong tình huống này thì sẽ rất cố gắng đặt fake một nhịp và Navani nằm xuống luôn ạ. Nhưng khẩu hông trong tay Siro nói câu chuyện vẫn chưa hết. Và tình huống này sẽ đưa về đó là 2v2. Hai player yếu máu, nhưng Sensei vẩy ngay viên đạn ốp vào mồm Siro. Chỉ còn lại một mình tên Akshay, bóng đã lộ. Và Akshay đưa tướng về đó là 1v1, không có kit, không cả có bom mìn. Nhưng mà Scrooge đang bò vào trong bom sai và vẫn chưa lộ ra. Thôi xong, đó là lý do vì sao tôi dạo gần đây không chơi 3-4 anh em ạ. 4-3. 4-3. Nếu mà 16-9 thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một cái, nó chỉ là bé tí con thôi, một cái chỏm đầu nó nhoi lên. Tuy nhiên thì thôi xong, 16-9 nó cũng có cái lợi, nhưng 4-3 cũng có cái lợi gì của nó. Và bây giờ thì có thể thấy rằng nó là dần dần đang có những dấu hiệu comeback đến từ các thành viên của Sango. Ban đầu đâu đó khoảng cách đang là 12-3. Thì bây giờ nó đã là 72 rồi, chả còn bao nhiêu nữa đâu, sẽ là 12 đều. Zero bắt chết được Sensei. Lần này anh ta cầm khúc Azimuth rồi chứ không phải là khẩu ốp Medusa nữa. Nhưng mà tình huống vẩy tiếp theo thì rất tiếc nó lại chưa chính xác. Bỏ rồi. Ok, em tiếp tục vừa rồi lẽ ra sẽ có hai mạng gục dành cho vị trí của Siro cơ. Ở Siro cũng thủ thành công và vẫn muốn repick đến từ tên Siro nào. Ui, Cody đã chơi dại rồi, cho Siro cơ hội là đã sai đến từ đội hình bên phía Tsango. Và đó là hai mạng hạ gục với khẩu ốp trên tay Siro. Bây giờ chúng ta thấy rằng vẫn còn cài người connector nữa gọi tên Akshay.
player bắn tốt nhất dành cho đội hình BFF player với 20 mạ gục, 11 lần phải nắm xuống. Vaxai đang có một khoảng tham minh đẩy về Tibet cực kỳ đẹp rồi. Đội hình bên phía team Sango mất rất nhiều cho mình là người khi mà Sensei và Cory đã đều nắm xuống và khổ bây giờ trao lại vào tay vị trí của Stroke. Và thôi xong, Arxai đã tới nơi và có thể cầm lại cho mình một khẩu súng to rơi ra trước đó đến từ đối phương. Nhưng mà bên phía Sango cũng đang có một người kê lại, đó là vị trí của chàng QB. Thì nếu như Arxai mà di chuyển không cẩn thận hoàn toàn có thể bị QB bắt. Hoặc là Arxai sẽ có một tham minh hợp lý đây rồi, có vẻ như chuẩn bị đụng mặt nhau. Hai người quay lưng, Arxai đã nhìn thấy cái lưng của chàng QB, chờ đợi nhìn xem có ai đâu không. Và khi không thấy ai nữa sẽ là cái án tử và đổ QB. Tình huống bây giờ đang là lợi thế hơn rất nhiều rồi. Scrum có được một quyết định phải cầm P20 lên bắt nhau. Scrum đẩy lên qua cùng xúc, nhưng bắt nhau tầm gần thế này anh ta vẫn có thể lấy được bằng của Hobbit. Nhưng lúc này 1v3 bắt đầu câu chuyện quá khó khăn, và players cuối cùng cũng tìm thấy cho mình ra chiến thắng đầu tiên. Tu Gúc xấy đối phương ở khu vực banh trong điên loạn ạ. xây mãi và cuối cùng phải đến vị trí của nhà Stroke mới có mạng cơ. Thật sự mà nói, vị trí Tu Gúc tôi nghĩ rằng cũng là một mẫu player khá nhiều tuổi rồi, đến từ đội hình Sangan. 7-15 đã những gì vị trí Tu Gúc làm được gần như là kém nhất trong map thế này luôn, chứ không phải ở trong mỗi trận đấu dành cho đội hình bên phía Sangan đâu. Người đang bắn tốt nhất bên phía team Sangan đó là cái tên của Scott cùng với Cory. Tu Gúc thì đã từng là coach của Big Academy, và Tu Gúc thì cũng sẽ đang là coach của team Sango luôn. Arxai đã bắn chết rồi anh chàng Scrum, và lợi thế hơn người đã nghiêng về phía của players. Có vẻ như sau một round thi đấu chiến thắng thì Sango đã bắt đầu hơi cóng một chút tại sao đây. 3B và 2A thì lúc này Sido cũng đã tìm thêm cho mình được một bảng hạ gục và mang lại thêm lợi thế về người. Liệu phải bản tiếp theo hôm nay câu trả lời đúng là như vậy. Double kill cho Sido. Còn lại QB cùng với Tu Gúc thôi. Tu Gúc 30 tuổi. Còn player còn lại đó QB, lúc này anh ta đang không có phong độ cao và góc cái ốp này nếu giạt ra thì đôi xong rồi. Triple kill cho Sido. Quát kill hay là mạng cuối cùng sẽ thuộc về Arxai đây? Câu trả lời nó sẽ là thuộc về vị trí của ai đây? Đó là Arxai. 14-7 dành cho players. Chúng ta cũng có thể cập nhật qua một chút về tỷ số ở cặp trận thi đấu ở Stream B. ASG đang để thua trước tiên bên phía team Achalit với tỷ số đâu đó là 12-4. Và thật sự là kết thúc phát áp nó cũng không khác gì giữa player và Sango cả. 12-3 là tỷ số được ấn định. Bây giờ chúng ta thấy luôn, Stream B thì cũng đang có những màn comeback đến từ đội hình bên phía ASG giống y hệt đội hình bên phía Sango đã làm trước đó. Và liệu rằng có là câu chuyện một kịch bản hai trận thi đấu hay không? Và trong thế này tôi nghĩ rằng sẽ là cái match point dành cho đội hình bên phía player. Hãy nhìn xem, Sangan chỉ có cho mình những khẩu Glock mà thôi, và họ đang hold lại khu connector. Trong khi đó với players thì đã không có bất kỳ một player nào check khu vực connector cả. Họ sẽ quyết định đó là gần như chơi chắc ở trong bom site, hoặc có thể sẽ có một vài tình huống đẩy nhưng mà phải quả tham minh an toàn. Lúc này thì ở khu vực bom site B player thì đang có một con smoke trả ra và họ cũng chưa hề muốn đẩy chút nào cả. Sẽ là chơi chậm mặt chắc đến từ các team players. Có vẻ như họ cũng sợ rằng Sango hoàn toàn có thể có tình huống set up để bắt từng khẩu súng của bản thân mình. Không có một ai đẩy thì rõ ràng các đại biểu của Sango sẽ là người phải chủ động hơn đi tìm kiếm những mạng hạ gục, hoặc là thôi thì xin chết để round sau còn có tiền chơi. Bây giờ vị trí của Scrooge đang cố gắng di chuyển hầu rất lâu đến từ phía Sango, nhưng mà họ lại không thể câu kéo bất cứ điều gì cả ngoài những quả flash của nó sờ mốc đến đối phương. Hãy nhìn xem, Nafani còn nguyên bộ bom mìn, bom xa thì vẫn đang là một tình huống default thôi. Hai bom A bây giờ nhồng lên cùng với nhau rồi, cố gắng check góc đổi mạng thôi. Nhảy check đã thấy địch rồi và Siro dễ dàng kéo ôm ra. Bởi vì đối phương làm gì có flash, cố gắng di chuyển tôi xong C4 đã rơi. Siro hiểu vấn đề và chủ động là lùi về để lại câu chuyện dành cho mình Arxai. Arxai có mình cho mình là double kill. Navi back về kết thúc mạng Cory và chỉ còn lại một mình cái tên Stroke. Gọi tên 8 cái mask boy đi. Hết rồi. Cũng khá là cố gắng, anh ta vẫn kéo được tên vị trí Arxai đi theo. Nhưng mà rất tiếc, sự cố gắng như vậy thì cũng chưa thể nào là đủ đối với các thành viên của Sango được. Trận thi đấu của chúng ta thì cũng dần dần quay về, chính xác là dần dần ngã ngũ rồi. Nhưng mà khoảng cách thời điểm hiện tại player sáng tạo ra là tương đối xa.
họ hoàn toàn có thể chiêu chiêu trong khoảng 1 cho tới 2 round thi đấu, gọi là gieo cho bên phía Sang cùng một chút hy vọng, sau đó kết thúc cũng được, hoặc bây giờ kết thúc luôn thì càng tốt, đỡ đêm dài lắm mộng. Lượng tiền players lúc này đang là quá nhiều, còn Sang thì thôi, đây nếu như thua đâu sang round cuối cùng thì chúng ta không còn nói thêm về lượng tiền đến từ các thằng Sang nữa. Nét thì nhồi lên và đây một quả nét có vẻ như hơi thừa lực đến từ anh bên phía team player, nó không đem lại bất cứ một cơ hội nào cả, trong khi đó Cory ở short thì lại câu chuyện khác. Thì ném nét và tiếp tục làm một tiếng đục dành cho các thành viên bên phía team player, một tiếng bút nhau lên khá là mất thời gian, nhưng mà hiện tại thì Middle vẫn đang thuộc quyền kiểm soát đến từ bộ đội bên phía player cơ. Có chăng là bom CB cũng có một tiếng bò trườn thật đấy, nhưng đây may mắn dành cho Scott, viên đạn ốp vừa rồi nó chỉ vào người, nhưng mà Tu Gúc một tên đạn bắn không được, phải nói là không được gọn gàng đến từ Tu Gúc. Akzai vẫn có cơ hội kết thúc đối phương và Sensei đọ tay với cả vị trí của Akzai. Cover flash là quá tốt dành cho vị trí Nafani. Thôi xong rồi, có lẽ trận thì chúng ta sẽ sớm kết thúc mà thôi. Vị trí QB đang là player khỏe máu nhất dành cho đội lên phía team Sangan. Và vừa nói xong thì Cory hạ cùng Inter thật đấy, nhưng ở bom CB vẫn còn đó lão tướng Hobbit nữa cơ. QB lúc này đã vào được trong bom sai, nhưng anh ta không biết rằng Heaven có một người Nafani phản xạ nhanh, và bây giờ còn lại một mình vị trí Cory thôi. Một vẹn 3-3-1 máu, chia đều 10 máu ra cho mỗi người, vẫn còn lại 1 HP để cố gắng sinh tồn. Nhưng mà bây giờ thời gian thì nó cũng là không còn nhiều nữa. Cory bây giờ cố gắng mang quả bom vào bóng sai B thì nó cũng vẫn là quá khó khăn. Check góc rất kỹ càng. Còn bom đối chắc với cả bên player thì bây giờ họ cũng chả có bao nhiêu bom mìn cả. Nhưng Cory cũng không còn bất kỳ một cái gì hết. Chắc chắn sẽ là kết thúc. Và Akzai là người mang về chiến thắng tay cho players. Quá dễ dàng cặp trận thi đấu này dành cho đội hình bên phía team đó chính là players. Chiến thắng của họ cũng không nằm ngoài những cái sự dự đoán chúng ta. Một cặp trận thi đấu mà gần như Sangan không có cửa rồi. Có thể nói rằng đó là những cái khoảng thời gian đầu tiên thì player họ thực sự rất áp đảo. Sau đó họ có trùng xuống một chút xíu để bên phía Sangan có thể vùng lên. Nhưng cuối cùng thì đầu vẫn lại vào đó đến từ vị trí của player thôi. Một chiến thắng rất hoàn hảo, rất hoàn mỹ dành cho player. Vâng, và chúng ta đã có người chiến thắng ở trong cặp trận thi đấu này mang tên player. Họ đã có những sự khởi đầu rất tốt ở trong RREU bảng B. Có lẽ phiên cát của mình cùng với đó là cát Tân Sam sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em đừng đi đâu cả, chúng ta vẫn còn đón cặp trận thiếu BO1 tiếp theo trong khuôn khổ ngày thiếu hôm nay.